Cho con mông cọc ngày hôm nay ngày mai thì sẽ đến cái lịch tiêm vaccine cho cái đàn chó này thì nuôi giữ hãm cân của chúng nó, cho nên là chúng nó lên tai rất là sớm. Đến ngày hôm nay thì coi như là chúng nó đã lên tai hết rồi đấy, có cái con dài đuôi là nó chưa lên tai thôi. Mọi người vào cái con to béo mập mạp này thì nó cũng mới bênh tai chứ cho nó chưa lên. Đấy, rất ra dáng. Đàn này thì con cái là nó đã có chủ rồi, kèm với này cái con dài đuôi thì chủ cún là một tuần nữa là sẽ đón cún về để nó lên tai rồi thì về cho nó ăn nhiều hơn để cho nó lớn nhanh. Hôm nay thì trời nó hơi tối rồi, quay video là hơi bị muộn. Đây, bế hai con một đi. Ok, con này thì nó rất là nhanh. Xem là được cái nào. Một được một cái, con cái là nó có chủ rồi đấy. Đây, để cho chủ ngắm cún luôn. Đây, con này lớn lên nó sẽ là màu vàng, nhìn cái màu ở chân nó vàng, lớn lên nó sẽ là màu vàng. Ok, rồi tiếp hai con cọc đuôi tiếp, hai con cọc đuôi. Đây, nhìn mặt rất là đẹp. Rồi hai con vàng tiếp theo là hai con vàng. Được cái nào, hai con đều được. Ngửa bụng nó lên một tí. Rồi, hai con đều được đấy, mọi người nhìn. Rồi. Đây thì cái con bé hơn này là tai nó bênh gần như nó lên hết rồi. Còn cái con kia là tai mới chỉ hơi bênh thôi. Con vàng toàn thân mũi nâu này là con to nhất. Đây, nhìn cái mặt của chúng nó này. Ok rồi rồi. Cho xuống chơi đây. Rồi. Đây, cho nó bắt đầu đến cái giờ phởn của chúng nó đây. Ê, có một em dài đuôi. Còn lại là bốn em cọc. Đây là đàn con của lõm và cáo. Cái giống chó mông cọc này thì nó có một cái đặc điểm ấy là cái con chó nó rất là nhanh. Nó rất là nhanh chó. So với này cái con chó ta thì nó rất nhanh chó. Thôi ra mấy đứa ra kia chơi đi, không phải ra đây chào anh đâu. Chạy ra đằng kia chơi. Và cái giống chó ta thì nói chung là mông cọc với bác Hà nó đều ở rất là sạch. Rồi. Đây này em đực. Đây, bốn lưỡi đấy. Đấy. Em này lớn lên thì nó sẽ vàng cháy như con cáo, nó sẽ vàng giống con bố. Ra đây. Em đen này cũng là em đực. Đàn này là có một con cái thôi. Một con cái có chủ rồi. Ok, quay cùng với này, mấy con bác Hà con cho mọi người ngắm cùng luôn. Bác Hà đây. Chúng nó ở cùng nhau. Đàn cọc với đàn bác Hà này là chúng nó ở cùng một ô chuồng. Ba con mẹ ở cùng với nhau. Cho con cũng ở cùng chơi cùng với nhau luôn. Nên là quay video quay chung luôn. Bác Hà này thì nó bao gồm hai đàn. Một đàn nó đẻ trước mấy ngày, nhưng mà nó ít con hơn cho nên là con nó to hơn. Và đàn ba con to hơn này. Đây này, con trắng muốt này này, con này này, và một cái con to ở đằng kia. Đấy, ra một cái, ra ngoài một cái là có con nó đi vệ sinh ngay kìa. Cho ta thì nó ở rất là sạch.
đuôi vắt trên lưng khi di chuyển. Làm gì nó nghịch cái gì mà sao nó lại nước cái kia? Mẹ liếm à? Đây, cọc. Mông cọc Bắc Hà trắng. Ngoài bọn chó con này thì có mấy con chó trai là lần trước bông cọc là chạy nuôi là để nó bị lỗi tai, cho nên là ai mà thích nuôi thì cứ liên hệ. Bán chó theo cân thôi, để cho mọi người nuôi gia đình. Đây, như cái đàn này mới rút được kinh nghiệm, đàn này mới rút được kinh nghiệm là nuôi chuẩn cái là từ bé này là tai nó dựng luôn rồi đây. Đấy, bổ sung canxi nano và thả thì con chó nó sẽ lên tai rất sớm. Rồi, em này là em có đuôi đây, em có đuôi thì là nó sẽ về nhà cùng với lại cái em cái kia. Con đuôi này cũng là con cái à? Được à? À ừ, thế thì được, một được một cái thì được, nuôi cùng với nhau cho nó vui. À, trong có vẻ là trong máu của con cọc và con Bắc Hà nó đều có lẫn máu của nhau, cho nên là những cái con cọc mà dài đuôi thì thường là đuôi nó lại vắt ở trên lưng giống con Bắc Hà. Đây. Bắc Hà trắng thì càng lớn nó càng đẹp. Ba con to. Về giới tính thì đây là Bắc Hà này, hai con to này là một đực một cái này. Đây là con đực này. Đây là con cái này. Ok, thả xuống đi. Rồi, còn một con to nữa. Tức là nó là một đàn đấy. Rồi. À, đây là con đực vừa quay xong này. Và đây là một con đực nữa ở trong đàn đấy. Đàn này là hai đực một cái. Đó. Ok, thả xuống đây. Đó, để mọi người ngắm. Tầm này thì nhìn được cái thì nhìn nó cũng không có rõ nét đâu. Lớn lên thêm tí nữa. Ok, cọc ra trước, cho cọc vào trước. Bây giờ là quay toàn Bắc Hà thôi. Kể ra ấy mà đủ chỗ nuôi, đủ chỗ nuôi để hết cả bọn Bắc Hà trắng này lại nuôi thì cứ gọi là mỹ mãn. Khi mà cái bọn trắng này nó một đàn nó chạy cùng với nhau thì nhìn nó đẹp mê luôn. Mà cho ta ấy nuôi thì nó không tốn. Một là nó không tốn kém, và cái thứ hai nữa là cái con chó ta nó nuôi nó ở rất là sạch, cho nên là nuôi chó ta nuôi nhiều vẫn nuôi được, ở rất sạch, nuôi thì nó không tốn. Đó, mọi người mà ai thích Bắc Hà trắng thì liên hệ và mông cọc nữa thì liên hệ qua Zalo điện thoại của trại 0901008234 nhé. Gọi điện thoại không được thì nhắn tin qua Zalo. Còn ai mà thích các cái giống chó ta mông cọc Bắc Hà này thì cũng lưu số của trại 0901008234. Hôm nay quay video nó tối, trời nó tối quá rồi, nhìn nó không rõ. Thôi được rồi, thế là được rồi. May là nó màu trắng thì quay sau thì nhìn nó cũng vẫn cứ là nét thôi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Ai mà quan tâm đến cún thì cứ lưu Zalo, lưu số điện thoại và đăng ký theo dõi kênh. Đợt này thì tất cả chó là đều bán với cái giá thấp hơn bình thường. Ai mà nuôi được thì cứ liên hệ nhé. Con Bắc Hà trắng này là tất cả nó đều trắng muốt luôn. Hai con này là ở đàn bé hơn này. Ra rứt cỏ. Rồi rứt cỏ được. Cỏ này rứt ăn được. Ok. Kinh, nó gừ nó dọa. Con nào gừ dọa ghê gớm nhỉ. Không cho quay gừ dọa, không cho quay video à? Có phải không? Đúng rồi con này gừ. Ghê gớm quá. Ghê gớm quá. Ghê gớm quá nhỉ. Nhỉ.
Nhì. Nhì. Ghê gớm quá, được hai cái, úi trời được. Quay video nó gừ mình kinh quá. Nè. Thôi được rồi, ra chơi đi. Ra chơi đi. Có phải bé bị chúng nó bắt nạt không? À, bé ở cùng với chúng nó bị chúng nó bắt nạt cho nên là phải gọi là mồm to cho nó chúng nó đỡ bắt nạt hả? Ok. Rất là xinh luôn. Và bọn này là ở rất sạch. Thôi hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhé.